Để dán cái ảnh bác vô chiếc xe. Ảnh bác như là tôi với bác đi đi lại đó nè. Trong trong cái nói Ngọc Hoàng nói đó, nói là cho bác mừng đó, bác chết xong đám chứng mà không hoàn thành được, tôi xuống đây là bắt đầu là hòa bình liền. Năm 24 ngày sinh nhật tôi là ngày 30/4 nè. Năm 25 đó. 30/4 là năm năm 25 đó là ngày sinh nhật tôi là ngay ngày 30/4 đó. Người đàn ông thích đi hòa và cộng luôn một chiếc xe rất là ngộ nghĩnh này. Anh tự thiết kế ha, tự chế ra luôn hả anh Tâm? Tự thiết kế luôn rồi. Quá độc, quá độc. Đây là rồi, dữ dằn hồ luôn này mọi người, hay thiệt ơi. Đây là Vũ đã phát hiện được một chiếc xe vừa độc và lạ, chế ra từ anh nông dân rất là thật thà và vui tính, đó là anh Tâm. Anh chế ra một chiếc xe cũng cực kỳ mới và lạ, độc quyền chỉ có một mình anh Tâm mà có mà thôi. Tôi đi làm cơ khí ha, và tôi từ đầu hàng tôi lên tới mà là vẽ qua ra kiến trúc sân luôn, vẽ ra nguyên lập đăng là cả nhà thấy không, chiếc xe chế rất là độc. Ở xưởng là hầu như là tất cả những bóng đèn này là đều cháy được hết luôn đó cả nhà. Tất cả những bóng đèn này đều cháy được hết luôn. Bóng đèn này là cháy luôn. Và đèn xe thì vẫn cháy bình thường. Tất cả những đèn của anh chế là rất là hay. Cái này là anh mua đồ về tự anh làm. Đây là phía sau là bảng số xe của anh nè cả nhà. Không dừng đèn đỏ luôn hả? Chạy luôn. Chạy luôn. Chiếc xe quá độc, đây là một chiếc xe đúng là độc lạ luôn. Kỷ niệm 30/4 hả? Cái ngày là cái ngày sao mà ngày sinh nhật. Cái nghĩa ngày sinh nhật của tôi á. Cái nghĩa ngày sinh nhật. Cái nghĩa, nhưng mà nói về đảng á là ngày 30/4 là năm 75 là ngày đất nước Việt Nam hoàn toàn giải phóng, mà cũng là cái ngày sinh nhật của tôi là ngày tới tôi á. Cái ngày ba mẹ sinh ra ngay ngày 30/4. Không phải tôi sinh ra nhưng mà ngày sinh nhật á, nói về sinh nhật. Ngày sinh nhật đầu tiên là nghĩa là ngày tôi tao á, nói tao á. Còn tôi sinh 34. Ngày thôi nôi là ngay ngày 30/4. Mấy ngày 30/4 là miễn mà ăn lễ 30/4 là ngày sinh nhật tôi luôn á. Mà đứa cháu ngoại tôi là cũng ngay ngày 30/4 nữa. Đứa cháu ngoại trai đầu của tôi là nó cũng sinh ngay ngày 30/4. Năm nay là ngày mùng 8 là ngày 30/4. Anh Tâm chế chiếc xe này ra, anh có tính được, ước được là anh tính anh chế chiếc xe này ra bao nhiêu tiền không? Không, mua không bao nhiêu tiền, nhưng có đèn thì mua 100 vậy. Là làm tất cả những cái nút này là đều có tín hiệu hết ha. Là thí dụ như cái nút này. Rồi đó đây. Cái này là. Bên đây. Rồi bên đây. Cũng như là ba thứ tiếng á. Rồi ba nút bên đây. Cũng vậy gan vậy luôn. Cũng y vậy luôn ha. Mà tại mình bấm hai cây. Rồi hai bên cho nó đẹp. Cho đẹp mà nó hai nữa. Cây để trước, cây để sau. Rồi, đây là đèn. Cái này đèn. Cái này đèn gọi. Nhưng mà anh chế như vậy là anh chế là những cái đèn này, những cái đèn phụ. Còn mà cái đèn chính trong xe là vẫn cháy bình thường. Cái đèn chính trong xe bây giờ là nó chớp, chạy không có gọi được, mình ra mình chế thêm cái đèn này là đèn xanh này nè. Là đèn xanh này là gọi nè. Đó. Đâu? Nè. Rồi là đèn này nè. Rồi hai cái đèn này trong đây nó cháy không anh? Cháy sáng không? Rồi anh mở lên thử coi. Đó là nó cháy là bấm đèn đầu tiên là chớp gì luôn á. Là nó chớp gì luôn ha. Mấy cái đèn này nó chớp hết trơn. Nhà nó sao cũng chớp ưu tiên. Mình muốn qua cua thì mình bấm qua cái tốc độ nè. Giờ nhà là nó chuyển hướng nè. Đèn này là đèn ưu tiên, đèn xin đường đúng không? Xin đường ưu tiên là mình chớp hai cái này. Đúng rồi. Chớp luôn. Quá độc lạ. Anh bây giờ anh có thể là anh suy nghĩ là anh có thể chế thêm nữa không? Chế thêm nữa được, chế thêm đèn. Không nè, anh hầu như là em thấy là mà
chiếc xe này chỉ là một mình anh độc quyền có luôn, chứ không thể nào mà có thêm một cái chiếc thứ hai nữa. Không có là xe tôi là không bao giờ có chiếc hai, không ai sao chép được em. Nếu đúng mà rồi. Sao chép tôi là công an cũng bắt luôn nữa. Là sao chép bản quyền không được đúng không? Không được, bị tôi là 34 mà chính thức luôn ở xã đây đấy là bộ giáo dục là dạy tôi là tiếng Anh luôn, tiếng Nga luôn chứ không phải tiếng Anh đâu. Tôi học là tới cho tuổi tôi là tôi lên lớp 6 tôi học là học tiếng Nga thôi đó. Vậy là anh chế cái chiếc xe như vậy là anh cũng là một cái người ta được gọi là gì, kỹ sư rồi. Tôi làm, nhà tôi là tôi tự cắt mà muốn thợ lại là làm rồi tôi tự cắt đó. Là tự thiết kế đó, tôi mua đồ tôi thiết kế làm đồ tôi thiết kế xe này là lại thợ là sửa ngon là giờ là tôi tháo là tôi sửa lại đó. À, tôi hơi tiện là tôi gì tôi cũng giỏi chưa. Hồi đó giờ anh có gia chạm với sửa xe không hay là tôi thợ máy mà. Thợ sửa máy. Máy tôi là máy cù le đó tôi cũng sửa mà kêu máy xe tôi dưới là tôi tự anh tôi sửa là 30 tháng 4 là ngày sinh nhật của anh đó, là ngày sinh nhật này là đám thôi noi đầu tiên của anh là 30 tháng 4 này. 30 tháng 4 năm 75. Là vậy? Ngày là sinh nhật đầu tiên. À. Là nghe ngày tới tôi đó. Rồi anh chạy xe có khi nào anh gặp giao thông không? Không. Mà tôi gặp công an rồi tôi chạy rồi gặp thì cũng đâu có gì đâu, tôi có giấy tờ tôi đem theo mà. Nói chung á thì cái phần thùng xe của anh thì rất là đơn giản, chỉ có ở phía sau xe và phía đầu xe là anh chế độc quyền của anh. Nhưng mà anh Tâm này anh nói là không ai được quyền sao chép bản quyền của anh, nếu mà sao chép bản quyền thì bị công an bắt. Đó, thì cho nên là hôm nay Vũ đi review chiếc xe độc vậy lạ, chỉ có một nhưng mà không có hai của anh Tâm độc quyền. Ừ. Không có ai được quyền sao chép cái chiếc xe của anh Tâm nha. Cho dù có sao chép đi chăng nữa cũng không biết đường nổi đèn đâu. Sáng dữ hả? Chớp liếc cái trường ha. Nó phu chờ là mình thêm chiếc y là như vậy. Là chiếc trời là con trời mà tôi xuống đây tôi bứng là Mỹ là chạy luôn á. Chứ không phải bên boss qua nó làm luôn á. Mà theo em nghĩ nếu mà chiếc xe mà anh chạy trên đường thì không bao giờ mà ai mà chạy lại anh. Người ta phải nhường được luôn. Tại vì anh quá trời xe đèn ưu tiên rồi quá. Bấm rồi hết biết cái kèn mà kèn hú luôn mà hú nào bấm mà lắm tới hai cây còn hú nữa. À, một người đàn ông độc vậy lạ mà chế chiếc xe đúng là không mà thấy điện đây không có ai xài điện không, ở đây là có bao nhiêu là thử cơ quay giải coi không có điện mà đây đó điện bao pha và tôi nói với xã tôi nói là Lê Minh bắt ta cắt nước qua là nó gắn ở tổng đài ở đằng sau này chơi chứ ở ngoài đồng này nó có chu bon bắn rồi đó. Bắn rồi đó mà đó là kêu mấy người mà đội nón như Nhật gì đó. Nó bấm chu bon không ngoài hết trơn nó mà không biết trời đất nó quy sao mà chiêu tôi là tôi về trời tôi bứng bỏ hết. Bữa nào anh chế hai bánh xe này bằng bánh máy cài đâu anh Tâm? chạy bây giờ hả? Anh chế hai bánh máy cài anh gắn thêm với chút xíu dè nữa. Em hứa dám chắc là ghi nét là nó xuống là nó ghi tên anh lên danh sách luôn đó. Rồi tôi xe tôi để tôi từ đi từng có bắt hồ rồi đâu gắn bắt hồ rồi đâu có đi bây giờ là hưởng lợi chứ đâu có còn nữa. Nếu mà anh chế cho tới luôn gắn bánh máy cài rồi vô. Đồng hồ này à, nãy em nhìn em tưởng cái đồng hồ này chạy không được, vậy đồng hồ này vẫn chạy được mà. Đúng rồi. Bây giờ trong cái giấy để đó trời cho bác mừng. Yeah. Là tâm nguyện bác Hồ là chết mà chưa hoàn thành. Đúng chưa rồi. Hòa bình độc lập mà tôi xuống cái là ok liền. Dù sao thì anh Tâm mình cũng kính yêu bác Hồ vĩ đại của chúng ta ha. Mà bác Hồ này chết nhiều quá sợ ông chóng mặt đó chứ. Chết là ta thấy cho bác Hồ cái hình chóng mặt gì. Không, bác Hồ ông nói cái thằng Tâm này nó để tao đây đẹp nó chớp lý hết trơn à. Đúng rồi.